Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 1 tháng 11 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu Bát Quan Trai theo lịch hàng tháng. Đây là cái khóa tu Bát Quan Trai lần cuối của năm 2021. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa vui gặp lại một vài người cũ, lâu lắm rồi mới được gặp lại. Hôm nay, như hồi sáng Pháp Hòa có thông báo đó, hôm nay là ngày kỷ niệm 713 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch. Chúng ta thường gọi Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Ngài là vị thiền sư Việt Nam kết hợp ba dòng thiền, thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, thiền Vô Ngôn Thông, phái thiền Vô Ngôn Thông và phái thiền Thảo Đường, thành một cái dòng thiền đặc thù của Việt Nam. Và cái tinh thần của dòng thiền Việt Nam đó là gì? Đó là cư trần lạc đạo, ở đời mà chúng ta vẫn sống đạo, chứ không phải là lìa đời mới thấy đạo. Và cái tinh thần đó là tinh thần nhập thế. Và ngày nay chúng ta ảnh hưởng cái tinh thần đó của Ngài, tức là chúng ta không rời cõi đời này để làm việc độ sanh. Người ta thường hay nói cái câu là đạo rời đời, và mình dạy đạo cho ai? Tức là nếu mình rời khỏi cuộc đời này thì ai là đối tượng để mình dạy cho, mình hướng dẫn người ta tu? Mình muốn hướng dẫn cho người ta tu thì mình phải ở trong cái cõi đời này. Thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngày sinh năm 1258 và mà ngày mất ngày năm 1308, tức là tính đến năm nay là 713 năm. Bên cạnh đó, chúng ta có một vị tổ sư rất là nổi tiếng ở trong miền Nam, và Ngài là người có công chấn hưng. Tức chấn hưng là gì? Tức là làm cho Phật giáo khởi sắc và là tổ chức Phật giáo có những cái hệ thống, chẳng hạn như có những cái tạp chí, những cái tờ báo để mà truyền bá giáo lý đạo Phật. Ngài là tổ sư Huệ Quang. Ở phía sau nhà tổ của mình đó, quý vị có thấy cái hình vị hòa thượng mình thờ không? Hòa thượng đó hiệu là Huệ Phúc. Ngài Huệ Phúc, pháp danh là Thiện Ngọc. Và Ngài Huệ Phúc chính là sư huynh của tổ Huệ Quang này, tức là vị hòa thượng mình thờ phía sau đó. Sở dĩ chúng ta để bức hình đó chúng ta thờ là vì hòa thượng Huệ Phúc hiệu Thiện Ngọc là bổn sư thế độ của thầy Viện Chủ. Và chúng ta gọi thầy Viện Chủ là sư ông á, thì mình gọi cụ là sư tổ, tức là ông cố á. Thì Pháp Hòa nói như vậy để các vị biết là mình đều có một cái truyền thừa, mình là con cháu của các tổ, mà các ngài là những người đã dày công làm đạo. Thì chúng ta ngày nay á, phải học cái hạnh của người xưa. Người xưa thiếu phương tiện mà làm đạo còn làm được. Ngày nay chúng ta quá nhiều phương tiện mà chúng ta thờ ơ, không có năng nổ ra sức để làm đạo, đó là chúng ta có lỗi với các ngài. Và chúng ta không có cái tinh thần thượng cầu hạ hóa, tức là trên phải cầu giáo pháp và dưới là phải có tâm niệm giúp đỡ cho mọi người. Thì hôm nay buổi trưa này, thay vì chúng ta học kinh Đại Bi, thì Pháp Hòa giới thiệu hai vị mà chúng ta vừa nhắc đến đó, là Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là vua Trần Nhân Tông, và Ngài Huệ Quang. Mình đi qua một chút xíu lịch sử của quý ngài, và nếu còn thời gian thì Pháp Hòa sẽ trích một bài của Ngài Trần Nhân Tông để chúng ta thấy được những cái bài giả pháp của quý ngài. Đức vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm. Tên thật của Ngài là Trần Khâm, còn hiệu vua là Trần Nhân Tông,
Tại vì ngày xưa các ngài hay tên thật, nhưng mà khi lên làm vua thì các ngài có cái hiệu riêng của mình. Thí dụ như cái vị mà đầu tiên khai sáng nhà Trần, chúng ta gọi là Trần Thái Tông. Tên thật của ngài là Trần Cảnh. Còn giống như bên vua Đường á, bên Đường nhà Trung Hoa cũng có một vua Đường tên là Đường Thái Tông. Và Đường Thái Tông tên thật là gì? Ai nhớ tên thật Trần Thái Tông, Đường Thái Tông không? Cũng giống như Minh Thái Tông, Chu Nguyên Chương. Ngài Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ 1258. Ngài là con trưởng của đức vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Lớn lên, sử sách ghi lại rằng khi ngài mới sinh ra đã có dung mạo của bậc thánh nhân, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, sắc thái như vàng ròng, nên được vua cha đặt tên là Phật Kim. Vậy thì quý mình biết là ngài Trần Nhân Tông á, ngài còn có một tên nữa là Phật Kim. Lý do là vì khi sinh ra thì cái thân tướng của ngài có một cái ánh sáng đẹp, cho nên vua cha đã đặt cho ngài là Phật Kim. Lớn lên năm 16 tuổi, ngài được lập làm hoàng thái tử vào năm 1274. Cùng trong năm đó, ngài đã kết duyên cùng công chúa Nguyên Thanh là trưởng nữ của Hưng Đạo Đại Vương. Tức là vua đức Trần Hưng Đạo á, ngài Trần Hưng Đạo Đại Vương có người con gái đã gả cho vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc trưởng lão tinh thông Nho giáo, Tứ thư, Ngũ kinh và Phật giáo để dạy dỗ cho ngài. Vì vậy mà ngài rất là tinh thông cả ba đạo, tức là đạo Phật, đạo Khổng và đạo Lão, chúng ta thường gọi là Tam giáo. Và ngài, đó là nói về thế học á, còn về Phật học á, là ngài học với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà quý vị biết ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, tên thật của ngài là Trần Quốc Tung, là ngài là anh ruột của Hưng Đạo Vương. Và anh ruột của Hưng Đạo Vương và anh của Hoàng, ngài cũng là ngài Trần Quốc Tung còn là anh của ngài Nguyên Thánh Thiên Cảm, vợ của Thánh Tông. Tức là ngài Trần Nhân Tông này gọi Tuệ Trung Thượng Sĩ bằng cậu lẫn. Tại vì Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh ruột của mẹ ngài, cho nên ngài gọi Tuệ Trung Thượng Sĩ bằng cậu. Nhưng mà người cậu này á lại là một thiền sư cư sĩ. Và cái tinh thần của Tuệ Trung Thượng Sĩ là tinh thần nhập thế. Và cái tinh thần là, cho nên khi mà ngài hỏi đạo đó, ngài hỏi đạo là cái yếu chỉ của thiền tông là gì. Khi mà ngài đi tu, ngài hỏi yếu chỉ thiền tông, tức là cái yếu chỉ của người tu tu thiền là gì. Cái câu trả lời là phản quang tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là cái tâm yếu là cái cốt lõi, cái chuyện người tu phải làm là phải làm sao xoay lại thấy được mình, không từ ở đâu, không từ người khác mà có được. Thí dụ đi, người khác nhìn mình ta nói ồ, tánh anh thế này, tánh anh thế kia, có đúng 100% không? Chưa chắc. Ai mới biết mình rõ hơn? Chính bản thân mình. Cho nên mình phải là cái người biết quay trở về với chính mình. Mà người nào mà quay trở về được với chính mình thì đó là người biết tu. Người mình chưa thấy được mình thì mình chưa thấy được cái bản chất của mình. Mình chưa thấy được con người thật của mình là còn tham, còn sân, hay còn đã ăn, đã hiền, đã như thế nào thì chưa phải là cái người tu tập giỏi. Cho nên bổn phận của người tu là phải quay trở lại với chính mình, phản quang tự kỷ, trở lại với chính mình. Bổn phận sự là bổn phận của chính mình. Bất tùng tha đắc, không ông ngoại, không thể nào người ngoài mà cho mình được cái chuyện đó. Thượng sĩ hết lòng hướng dẫn trao truyền những yếu nghĩa của thiền tông,
Ngài đã ngộ ra chân lý đạo màu khi đọc lời dạy phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Đó, Ngài Thượng Sĩ dạy Ngài cái câu đó đó. Và tại vì khi mà Ngài hỏi đến cái yếu chỉ, cái yếu nghĩa đó là cái tinh, cái nghĩa mà thiết yếu nhất của sự tu tập là gì. Mình ở đây bây giờ cũng vậy thôi. Tức là cái câu đó không phải riêng cho một người tu thiền, mà có thể nói là cho tất cả những người tu tập của chúng ta. Nếu mà mình chưa có thể nào quay lại với chính mình, ví dụ như mình thấy người ta ăn sang mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng, mình muốn vậy đó nhưng mà mình quên nhìn lại mình, có khả năng đó không? Phải không? Mình chỉ thấy người ta như vậy mà mình muốn như vậy là trật. Mình phải biết chính mình. Hay là chẳng hạn như mình thấy người ta tu ngày ba thời kinh, mình cũng muốn vậy nhưng mình quên nhìn lại mình, có đủ sức khỏe không, có đủ thời gian không. Hay là người ta tụng kinh 4 giờ sáng, mình cũng muốn tụng 4 giờ sáng nhưng mình có hoàn cảnh được như vậy không? À không được, mình có thể tụng 7 giờ thì tụng 7 giờ, không có sao hết. Nhưng mà quan trọng là mình phải trở về thấy được cái đó, thấy được cái hoàn cảnh, thấy được cái chuyện của mình. Đó là cái yếu chỉ, yếu nghĩa của thiền tâm. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã dạy cho Ngài Trần Nhân Tông cái đó, và Ngài lấy cái tinh thần đó Ngài sống. Khi Ngài tròn 20 tuổi, Hoàng tử Khâm được vua Trần Thánh Tông truyền ngôi xưng là Hoàng đế, hiệu là Hiếu Đế, Hiếu Hoàng. Năm 1279, Đức vua Trần Nhân Tông đổi hiệu là Thiệu Bảo, kế tục sự nghiệp của tiên đế nhà Trần. Đức vua thi hành nhiều chính sách khoan hòa, thân dân lấy đức mà trị vì Đại Việt. Lúc đó nước Việt Nam chúng ta được gọi là Đại Việt. Khi giặc Nguyên Mông xâm chiếm Đại Việt năm 1282, Ngài chủ trì hội nghị Bình Than để lấy ý kiến của toàn quân, toàn dân Đại Việt đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Và Ngài đã cảm hứng, trong đó có hai câu thơ mà chúng ta thường nghe đó: xã tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông muôn thuở vững Âu Vàng. Tức là trong khi Ngài làm vua, Ngài đã dẫn binh đi hai lần đánh giặc, và Ngài đã bình định được mọi cái khó khăn để mà giữ yên bờ cõi, giữ yên đất nước. Năm 1293, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để lên làm Thái Thượng Hoàng. Ngài trở về hành cung Vũ Lâm, tức là Ninh Bình ngày nay, để xuất gia cầu đạo với quốc sư Huệ Tuệ, khởi đầu cho sự nghiệp tu hành của người xuất gia. Tên là Ngài xuất gia năm 1293. Năm 1299, Ngài từ hành cung Vũ Lâm trở về kinh thành Thăng Long, rồi thẳng lên núi Yên Tử, tức là tỉnh Uông Bí, nay thuộc Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tinh cần tu hạnh Đầu Đà, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Hương Vân là gì? Là mây thơm. Bây giờ thỉnh thoảng mình có nghe những ngôi chùa ta đặt là chùa Hương Vân, hay là những công viên Phật giáo, hay là những cái cầu, những cái gì đó mà ta lấy chữ Hương Vân đó, là người ta lấy cái hiệu của Ngài. Chữ Hương Vân nghĩa là mây thơm. Hương Vân Đại Đầu Đà, Ngài cho dựng chùa, giảng pháp, độ tăng, người học Phật quy tụ vì Yên Tử rất đông. Đồng thời Ngài đã thống nhất ba dòng thiền: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn và Thảo Đường, để thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng cư trần lạc đạo. Ngay từ đầu Phật Hòa nói đó. Thì quý vị biết là Phật giáo du nhập từ Ấn Độ đến Việt Nam từ đầu thế kỷ. Và cái người đầu tiên, tức là Ngài Khương Tăng Hội hay là Ngài Mô Tử, đó là những người đem đạo Phật khơi xướng nhưng mà chưa thành lập thành những tông thiền. Đến khi mà Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ Ấn Độ sang và thành lập một cái dòng có cái sự truyền mạch lạc xuống dần cho tới hai ngài bên Trung Hoa, tức là Ngài Vô Ngôn Thông và Ngài Thảo Đường. Nhưng mà cái đó vẫn còn ảnh hưởng thiền Ấn Độ, thiền Trung Hoa. Nhưng khi mà Ngài Trúc Lâm Yên, tức là Ngài Trần Nhân Tông, Ngài phối hợp cả ba dòng thiền đó lại để thành một dòng thiền gọi là Trúc Lâm. Và Ngài đã tu trên núi Yên Tử cho nên gọi là Trúc Lâm Yên Tử.
Cái tinh thần cư trần lạc đạo là tinh thần gì? Cư trần là gì? Ở trong đời. Cư trần là ở trong đời. Lạc đạo là gì? Vui với đạo. Tại sao mình vui? Tại sao mình vui? Tại sao mình vui được ở trong đời này? Tại vì mình có đạo. Mà đạo này không phải đạo Phật nha. Đạo này là gì? Là đạo lý, là cái con đường để chúng ta sống, chúng ta tu. Ví dụ á, bây giờ cái thời buổi dịch bệnh, mọi người phải có một khoảng thời gian là cách ly, là không có đi chợ, không có ra đường gì được hết, thậm chí không ai thăm viếng nhau được hết. Thì bây giờ thời cuộc nó như vậy, chúng ta phải tùy duyên mà chúng ta sống bình an với nó. Đó là lạc đạo đó. Đó là lạc đạo đó. Và trong cuộc đời này á, những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái bế tắc, những cái chuyện mà rắc rối, nó thường xuyên nó xảy ra. Thí dụ bây giờ 2 năm nay là chúng ta gặp một cái dịch bệnh rất là lớn. Nhưng mình nghĩ là mong cho qua cái Covid, nhưng mà không ngờ sau cái Covid-19 thì có những biến thể khác. Và biết đâu chừng, nay mình không phải là mình trù ẻo, nhưng mà cuộc đời mà, đúng không? Năm tới đây có chuyện gì nữa mình không biết. Có thể một cái dịch bệnh nào nó còn nguy hiểm hơn cái Covid nữa mà chưa có thuốc, mình không biết được. Thành thử ra cái quan trọng là cái tâm chúng ta có được cái lạc đạo. Còn cái chuyện mà cuộc đời này đã nói là trần là gì? Trần là bụi. Mà bụi thì lúc nào nó cũng tung tóe. Mà cái bụi đó đó, người ta muốn diễn đạt một cái bụi này nó rất là mờ, nó rất là âm u, mà nó rất là làm cho mình mờ mịt. Cho nên thường chúng ta gọi là hồng trần. Mỗi một lần mà mình xe nó chạy, bụi hồng nó đánh lên. Cho nên trong kinh sách thi văn người ta hay dùng cõi hồng trần gửi thân 100 tuổi. Nói nghe cho nó xôm tụ chứ mấy người được gửi thân 100 tuổi. Cõi hồng trần gửi thân 100 tuổi. Đó là cư trần lạc đạo. Vậy thì cái tinh thần cư trần lạc đạo tức là tinh thần hòa quang đồng trần. Hòa quang là gì? Hòa tức là hòa quang là lấy cái ánh sáng á, mình hòa quyện với gì? Với bụi. Pháp Hòa, pháp hiệu, pháp tự là Pháp Hòa. Pháp danh là Lễ Quang. Chơi cái tên của Pháp Hòa mà ráp lại là Hòa Quang. Hòa quang là gì? Lấy cái ánh sáng hòa với bụi. Có một vị hòa thượng viết 4 chữ tặng Pháp Hòa đó. Cái chữ nho để phía sau đó, hòa quang đồng trần. 4 cái chữ tàu treo phía sau đó. Hòa quang đồng trần là lấy cái ánh sáng mix hòa với bụi. Bây giờ quý vị, bây giờ tại mình không có thấy, anh nắng không có đây nè. Chứ nếu mà nắng mà chiếu vô đây một cái là thấy bụi không? Bụi nó nằm trong này nè. Đó, đây là hòa quang đồng trần đó. Đó là cái tinh thần nhập thế. Đó là tinh thần nhập thế. Và cái tinh thần nhập thế, đạo Phật, đó là đạo Phật phát triển, đạo Phật Đại Thừa. Và chúng ta thường gọi là gì? Engage Buddhism. Đạo Phật nhập thế tức là mình đi vào trong cuộc đời. Và ở Việt Nam mình, Hòa Thượng Làng Mai là một vị Hòa Thượng mà ngay từ đầu khi Ngài còn trẻ là Ngài đã có cái tinh thần đó. Và cho đến khi Ngài lớn tuổi già, nhưng mà cái tinh thần đó vẫn không có phai mờ trong tâm trí của Ngài, với cái hạnh nguyện của Ngài. Và tất cả những người đệ tử mà có học với Ngài đều phải ảnh hưởng cái tinh thần đó. Mình tu không phải tu cho mình, mà mình phải biết đem cái những gì mình có được, mình hội nhập với mọi người. Đó là dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được gìn giữ và lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ Phật giáo Việt Nam. Cho nên quý vị nhớ là mình là Phật tử Việt Nam, thì cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam đó là tinh thần nhập thế. Cho nên bất cứ thời đại nào, chúng ta cũng phải đi theo kịp với cái thời đại, để mà đem cái giáo lý, đem cái Phật Pháp hướng dẫn cho người. Pháp Hòa ví dụ như thời đại bây giờ là thời đại người ta thường kêu là gì? 4 chấm hay gì đó. Hả? Phải không?
Giống như là thời đại chúng ta xài rất là nhiều những cái đó. Nhưng mà nếu mà mình không có được một cái chánh niệm để hướng dẫn mọi người sử dụng những cái điện tử một cách chánh niệm á, thì nguy hiểm lắm. Thì lúc đó con người sẽ không còn biết gì nữa. Cho nên thỉnh thoảng phải tổ chức khóa tu, thỉnh thoảng phải tổ chức những cái ngày tịnh tu để chi, để cho con kéo con người ra khỏi cái phạm vi đó, sống với thiên nhiên, trở về với thực tại. Mà đa phần là mình cứ hẻ rảnh là mình chú tâm vào đó. Bây giờ quý vị để ý coi, già trẻ bé lớn gì, người nào cũng có cái phone trong tay, là hễ rảnh một cái là móc ra quẹt móc ra coi. Mà đâu phải rồi, cái tâm của mình là đúng, bây giờ là đi mười phương thế giới đó, muốn thế giới nào cũng là chỉ cần quẹt ở trong cái phone đó thôi là đi mười phương thế giới. Cho nên những cái ngày mình tịnh tu đó, mình phải nhớ là nếu mình không cần thiết xài phone, đừng có xài phone, để mình cho mình có một ngày tự do. Đừng có để nó lôi mình nữa. Hồi xưa đi vô phi trường ngồi, người ta còn có thời gian ngồi hỏi chuyện, where you from, where you going today. Bây giờ vô phi trường không còn ai biết ai nữa hết. Ngồi xuống một cái là kéo cái phone ra là mạnh ai nấy sống với thế giới của mình, không có khe người nào nữa hết trơn. Thậm chí hồi xưa mà mình nói tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh có thể coi giùm tôi hành lý không? Người ta còn ngồi đó, người ta ngó giùm mình, chứ giờ nó nói ok, cái nó cũng ngồi, nó ngó vô đây. Cái vỏ của mình mất lúc nào cũng không biết nữa. Tại vì sao? Tại con người. Quý vị lên xe bus cũng vậy, giờ không còn ai dòm ngó tới ai nữa hết. Bây giờ thậm chí chung một gia đình, đi chung một xe, nhưng mà bước vô xe ăn cái là mỗi người một thế giới. Ba thì lái xe thế giới của ba. Một là nhìn bản đồ, hai là biết đường lái. Rồi thì con cái trong xe mỗi người một thế giới, không còn khơi những câu chuyện gì ở trong chiếc xe đó nữa của một cái gia đình. Cho nên nếu mà mình không có nhập thế, tức là mình khuyến khích hướng dẫn người ta sống chánh niệm. Có một anh Phật tử ngày hôm kia thứ năm ở bên Mỹ bay sang thăm người thân, người lên thăm chùa, đi lên tu viện Tây Thiên. Khi mà lên tu viện Tây Thiên thì chỉ thăm chùa rồi ăn với chùa miếng cơm thôi. Ăn xong bữa cơm cái anh mới nói, trời ơi lâu rồi con mới được ngồi ăn một bữa thảnh thơi, không có hấp tấp, chứ ở nhà con độc thân một mình đó, con ăn cái gì con cũng nhanh lẹ để mà chạy đi làm cái gì, con lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa cơm thanh thản như vậy. Nhưng mà dân chùa ăn thanh thản biết mệt quá, ăn phiền quá, ăn lâu lắc quá, ăn im ru bà rù, chán muốn chết. Chứ trong nói, đứng sắp hàng cũng nói, lấy cơm cũng nói, ngồi xuống chờ 5 phút cũng nói, ăn vừa dứt cũng nói. Tại sao biết không? Quen rồi. Mà trong khi đó người ta sống ồn não, người ta cần những giây phút yên lắng đó. Cho nên có một vị kia nói, trời ơi, ăn ở chùa con thích lắm, yên lắng mà mình thật sự mình được cái cơ hội mình thưởng thức. Tại vì ở nhà ăn tivi, ăn với cái phone, ăn với tờ báo, trong chùa mình ăn thì, cho nên ở nhà cũng phải tập. Giờ ăn cơm là mình dẹp mấy cái đó đi, đừng có để những cái đó nó chi phối mình nữa. Xuất gia tu hành chứng ngộ tinh túy của thiền tông với tinh thần nhập thế sâu sắc, Hương Vân Đại Đầu Đà Trần Nhân Tông đã thường xuyên đi các nơi để giảng dạy Phật Pháp. Ngài không chỉ hoằng pháp ở khắp vùng thành thị thôn quê, mà còn du lãm các vùng đất bên ngoài, không phải chỉ ở trong nước mà còn đến cả các nước lân bang. Chẳng hạn như Ngài đến Chiêm Thành đó, điều hòa điều đình với vua Chiêm Thành đó, cho nên Ngài đã gả công chúa Huyền Trân để làm sao mà cho hai nước ban giao, không có những cái chiến tranh. Năm 1307, niên hiệu Hưng Long thứ 15, tại núi Ngọa Vân, trong số các đệ tử là thiền sư Pháp Loa, Bảo Sát, Bảo Phát, Pháp Không, Pháp Cổ, Huệ Nghiêm, Pháp Tràng, Hương Sơn, Mật Tạng, Đức Điều Ngự Trần Nhân Tông đã trao truyền y bát, viết tâm kệ trao cho tôn giả Pháp Loa làm nối dõi truyền thừa Trúc Lâm.
Tức là sau Ngài thì Ngài truyền lại cho người thứ hai, đó là Ngài Pháp Loa, Thiền Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa. Đệ tam tổ là Huyền Quang, cho nên chúng ta hay gọi chung là Trúc Lâm Tam Tổ. Trúc Lâm Tam Tổ tức là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, nhị tổ là Pháp Loa, tam tổ là Huyền Quang. Mà Ngài Huyền Quang là một ông quan và rất giỏi văn thơ. Ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân, tức là 1308, sơ tổ Điều Ngự Trần Nhân Tông nhập diệt tại đỉnh Ngọa Vân Am Tử Tiêu, núi Yên Tử, thọ thế 51 năm. Theo các sách cổ sử, Ngài Bảo Sát phụng theo di chúc hỏa thiêu Điều Ngự, để lại hàng ngàn hạt xá lợi. Đệ nhị tổ Pháp Loa và vua Trần Anh Tông cung rước ngọc cốt và xá lợi về kinh thành, cử quốc lễ tôn thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Đó là cái hiệu mà được vua, thường thường các hòa thượng, các thiền sư vào các cái thời phong kiến trước đó, khi mà các ngài viên tịch thì ông vua đó cảm cái đức của quý ngài, cho nên thường hay truy tặng một hiệu nào đó cho quý ngài. Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng khi tịch rồi thì được vua Đường Tăng Phọng là phong tặng là Đại Giám Thiền Sư. Ngài đã để lại rất nhiều những cái sách vở, trong đó có Trần Nhân Tông thi tập Đại Hương Hải, ẩn thi tập Tăng Già Toái Sự, Thập Thất Mỹ Ngữ, Trung Hưng Thực Lục, Truyền Đăng Lục, vân vân. Cốt lõi nhất là bài kệ Pháp Thân Thường Trụ trước khi nhập diệt. Ngài nói cho đệ tử hầu cận là Thiền Sư Bảo Sát, đây là cái bài kệ mà trước khi Ngài mất thường người ta hay gọi là Pháp Thân Thường Trụ. Tức là mình có chết đi, tức là cái thân này nè, cái thân này là cái thân tứ đại đó, chúng ta thường gọi là báo thân. Và bên cạnh cái báo thân này nó có một cái pháp thân không có mất. Và pháp thân đó là gì? Là cái thân Phật Pháp không có mất. Còn cái thân mà có kết hợp bởi đất nước gió lửa thì thân này tạm bỡ. Cái mà chúng ta đang thọ đây là báo thân, và chúng ta tu tập để phát triển cái pháp thân. Đó là pháp thân thường trụ. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường tại tiền, hà khứ lai chi hữu. Đó là bài kệ Ngài để lại, được dịch nghĩa là tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Ai hiểu được như vậy thì chư Phật hiện tiền, nào có đến có đi. Đức vua Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Ngài là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ, đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo. Người sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được các thế hệ nhân dân tôn xưng là vua Phật Việt Nam. Đó là Ngài Trần Nhân Tông, chúng ta thường gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, hay là Phật Hoàng Điều Ngự Giác, Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài có mấy hiệu vậy đó. Ngài là vị tổ sư khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Và sau này khoảng năm 1994 đó, Hòa thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ đó, sư ông đã có cái ý là muốn khôi phục lại dòng thiền này. Và ngày nay phát triển khắp nơi ở đất nước Việt Nam mình, cũng như sang ra tới ngoài này, các cái thiền viện nào cũng có chữ Trúc Lâm đứng đầu hết. Trúc Lâm Trí Đức, Trúc Lâm Hộ Quốc, vân vân, mang cái tinh thần đó. Quý vị nhớ cái bài thơ mà mình hay nghe đó, cư trần lạc đạo, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm khỏi hỏi thiền. Đó là một cái bài thơ kết, cái bài đó là bốn câu kệ kết của một cái bài phú dài 10 hội của Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Tức là Ngài Trúc Lâm có làm một cái bài thơ
chúng ta tạm gọi là bài phú. Bài phú là gì? Đó là một cái thể thơ mà trong đó có những cái văn vần hoặc có những cái thể, cái là kiểu nói làm sao để diễn đạt cái cảnh, cái tình, cho nên chúng ta gọi là phú. Mà trong cái bài đó có tổng cộng là 10 hội, mỗi một hội dài mấy chục câu thơ trong đó. Ngài gì, Ngài hướng dẫn, Ngài giống như là những cái giáo pháp mà Ngài muốn để lại vậy đó, qua một cái hình thức thi phú. Nhưng mà kết của cái bài kệ, kết của 10 hội đó thì Ngài có 4 câu kệ cuối. Và thường 4 câu kệ này rất là nổi tiếng, phần lớn là Phật tử Việt Nam ai cũng thuộc hết á. Mà không biết ở đây thuộc được mấy người thì không biết ha. Phật tử Việt Nam ai cũng thuộc bài kệ này, bài thơ này hết. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Mình ở trong đời mình vui với đạo hãy tùy duyên. Mà nội ba bốn cái câu thơ đó là bốn cái tinh thần tu tập mà Ngài muốn truyền lại cho mình. Cái câu đầu là gì? Ở đời vui đạo, hay nói cách khác là sống tùy duyên. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Thí dụ như hôm nay mình định lái xe từ Calgary lên Edmonton để tu tập, chuẩn bị hết rồi, sáng ra tuyết, bão tuyết mênh mông không đi được. Thôi mình muốn nhưng mà giờ cái duyên nó không đủ, thời tiết khó đi quá, không có khổ. Mình đã muốn làm việc đó, nhưng mà nếu như thời tiết rất là thuận lợi mà mình bị một cái duyên khác mà nó lôi kéo mình, cái này là mình phóng phan duyên chứ không phải tùy duyên. Mình tạo cái duyên tu mà tự nhiên giờ cái duyên khác nó đến mình vui hơn, mình bỏ cái chuyện tu không đúng. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đó là tinh thần gì? Làm việc đúng lúc. Đói thì mình ăn, chứ không lẽ no ăn sao? Ăn lúc đói chứ ăn lúc no. Ngủ lúc mệt chứ ai ngủ lúc khỏe. Bình bệnh thì uống thuốc chứ ai mà uống thuốc lúc khỏe đâu. Cũng giống như Ngài Bá Trượng mà đi phơi cải vậy đó. Trời nắng ra cái ngày đem củ cải ra ngày phơi, nghe các đệ tử mới chạy ra nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng đi vô đi, trời nắng quá mà thôi cái gì. Ông Ngài cũng say quá, ông nói mấy ông hỏi cũng ngộ, muốn phơi củ cải mà không phơi lúc nắng, không lẽ phơi lúc mưa, phải không? Đó, quá một câu chuyện rất nhỏ nhưng mà đôi khi mình nói với các bậc tuệ giác thì coi chừng rớt hố. Bạch hòa thượng, thỉnh hòa thượng vô nghỉ đi, trời nắng quá mà Ngài làm cái gì. Ủa phơi cải mà không phơi lúc nắng, không lẽ mấy ông đợi tôi lúc mưa. Đó, cho nên cái câu là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, nó chỉ là một cái ví dụ cho công việc, bao nhiêu công việc. Ví dụ như bây giờ mình còn khỏe không tu, đợi lúc mà ngáp ngáp rồi tu sao kịp nữa. Lúc đó 6 chữ Nam Mô về Phật niệm được, còn có 2 chữ Mô Phật mà chưa chắc đủ tinh thần để mà nghe mà hiểu mà mô Phật nữa. Cho nên tu lúc nào, Phật có dạy trong kinh không, tu lúc khỏe nè, tu lúc trẻ nè, tu lúc có thời gian nè. Mà mình có thời gian mà không tu, thời gian của mình lo chuyện khác. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đó là cái tinh thần thứ nhất là tùy duyên. Tinh thần thứ hai là gì? Làm việc đúng lúc. Cái câu thứ ba là trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Tức là gì? Phải phát triển khả năng của mình. Sẵn báo đó là gì? Là của báo ở trong mình sẵn có. Mà sẵn báo ra là gì? Đó là khả năng của mình. Mình không phát triển cái đó không? Mà mình cứ chạy đi vòng vòng, mình kiếm cái gì đâu không à. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Đó là cái tinh thần phát triển khả năng của mình. Câu thứ tư, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chữ vô tâm đây không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, mà vô tâm là gì? Không có dính mắc. Không có dính mắc, không có ràng buộc. Làm tất cả việc mà giúp tất cả mọi người, mà không có công việc và người nào mình phải dính mắc khổ đau hết. Mình giúp người ta xong rồi, người ta có quên mình cũng không sao hết. Tại vì ngay từ đầu đó mình không đặt để anh phải nhớ tôi, nghe không?
chị phải nhớ tôi nghe không? Cho nên mình giúp ta là đúng rồi. Đúng lúc cái chỗ mà đói đến thì ăn đó, lúc mình có khả năng giúp, ngay lúc người ta đang cần giúp, thì hai điều kiện nó quá tốt rồi. Mình có khả năng mà người ta cần giúp thì cứ giúp. Đó là đói đến thì ăn đó. Đói ăn mà mệt ngủ đó. Và cái tinh thần lục tổ huệ năng nó cũng tương đương vậy đó. Tâm bình thường là đạo. Vui ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Đó là tinh thần vô tâm, đối cảnh vô tâm. Thương ghét không để lòng, tối thẳng hai chân ngủ. Mà đúng, người nào mà thương ghét còn để lòng, tối sẽ co ro ngủ. Tại vì không thể nào mà tinh thần mình nó thoải mái được. Bây giờ mình nói tới người thứ hai, đó là Tổ Huệ Quang. Ngài sanh năm 1888, tịch năm 1956. Ngài hiệu là Thiện Hải, thế danh Ngài là Nguyễn Văn Ân, sinh ở Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Sau này Ngài lớn lên một chút thì Ngài theo mẹ về ở Trà Vinh Ngài sống. Và khi mà Ngài về tới Trà Vinh đó, Ngài đi xuống chùa Long Thành. Chùa Long Thành này á, nguyên thủy nó tên là chùa Xẻo Sơn. Người xây dựng chùa này là Hòa Thượng Thiện Trí. Sau này á, Ngài Huệ Quang á, là được tổ đặt là Thiện Hải. Rồi sau Ngài cầu pháp với một vị Hòa Thượng, Ngài mới được cho hiệu là Huệ Quang. Vậy thì cái hiệu chính khi Ngài xuất gia đó là Thiện Hải. Và khi Ngài cầu pháp, Ngài có thêm một cái hiệu nữa là Huệ Quang. Và Ngài đã dùng cái đạo hiệu này. Và Ngài có những huynh đệ, và trong đó có sư tổ của mình là Ngài Huệ Phúc, hiệu là Thiện Ngọc. Ở trên Tây Thiên á, có một cái cư xá cho Phật tử nghỉ lại trong khóa tu. Và có một cư xá đó đặt tên là cư xá Huệ Quang. Đó là tên của lấy hiệu của Ngài Huệ Quang để đặt đó. Và quý vị nhớ là ở trên tu viện Tây Thiên là những cư xá mà được đặt tên đó đều là tên, đều là hiệu của quý hòa thượng, các tổ sư Việt Nam mà những vị đã có rất nhiều công lao với Phật giáo Việt Nam. Cư xá Khánh Anh, cư xá Khánh Hòa, cư xá Huệ Ngọc, cư xá Huệ Quang, cư xá Thiện Hòa, cư xá Thiện Hoa. Đó là đạo hiệu của quý hòa thượng Việt Nam mình. Thay vì mình có thể đặt là cư xá La Hồ La, cư xá Ca Diếp gì đó, các tổ sư Ấn Độ, được không sao. Nhưng mà mình Pháp Hòa lại muốn giới thiệu quý vị những người gần gũi mình nhất, đó là chư tổ Việt Nam mình. Và đôi khi chúng ta đi tới đi lui cái cư xá đó, nhưng mà mình không hề quan tâm tại sao đặt là Huệ Quang, tại sao đặt là Khánh Anh, tại sao đặt là Khánh Hòa. Tưởng đâu cái này chắc gốc gác ngoài Nha Trang. Chùa Long Thành này năm ngoái mình đã gửi về cúng dường để phục hưng lại đó, xây dựng lại đó. Thì khi mà Ngài đọc những cái tờ báo á, khi mà đọc Ngài những tờ báo ở bên Trung Hoa đó, Ngài thấy có Ngài Thái Hư. Ngài Thái Hư xây dựng Phật Học Viện, xuất bản Hải Triều Âm. Bên Nhật thì có ông Tomasu Tiên Sinh và các nhà nghiên cứu Phật học phát huy nền Phật giáo. Và bên lập thành Đại Tạng Kinh. Ở bên Thái Lan thì Phật giáo được xem là quốc giáo. Nói chung là 1919 là Ngài đắc Pháp rồi đó. Thì sau đó Ngài có cơ hội Ngài đọc những cái tin tức Phật giáo khắp nơi. Thì Ngài thấy là Phật giáo khắp nơi phát triển rất là mạnh. Mà trong khi đó Phật giáo nước nhà chưa có gì hết. Thì bắt đầu Ngài mới đi thỉnh cầu, mời các sư cụ, lúc đó là sư cụ Khánh Hòa, sư cụ Khánh Anh, để xúc tiến việc chấn hưng Phật giáo nước nhà. Năm 1000 Ngài thành lập Hội Lục Hòa 1923, ý muốn mở Phật Học Viện và thư xã, trụ sở được đặt tại chùa Long Hòa do Ngài trụ trì. Ngài xuất gia chùa Long Thành. Nhưng mà sau này là Ngài, chùa Long Hòa cũng ở Trà Vinh đó.
Ngài đi đến cái chùa đó và Ngài thấy cái chùa bị hư sập, hoang phế, thì Ngài mới phát tâm Ngài xây dựng lại. Thì khi xây dựng xong thì dân ở đó mới thỉnh Ngài làm trụ trì ở chùa đó luôn. Và những chùa đó còn đó. 1931, Ngài cùng Hòa Thượng Khánh Hòa và các vị cao tăng khác hợp sức với một số cư sĩ hữu tâm thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, đặt trụ sở tại chùa Linh Sơn, bây giờ là Tổ đình Linh Sơn ở đường Cô Giang, Việt Nam. Thỉnh thoảng quý vị sẽ được đọc những cái quyển sách mà in hồi xưa đó, quý vị mở ra là thấy Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học là cái hội này nè. Hồi nhỏ Pháp Hòa đọc cái cuốn Gương Nhân Quả đó, hồi nhỏ Pháp Hòa đọc cái cuốn Gương Nhân Quả đó là do cái hội này sưu tập các câu chuyện rồi in thành những cái tập tên là gì. Sao cái hội này mục đích hội để làm gì? Phát triển Phật giáo, truyền bá giáo lý. Tại ngày xưa chưa có những cái chương trình như vậy, thì quý hòa thượng thấy các nước Phật giáo người ta làm việc đó, cho nên quý ngài muốn làm như vậy để truyền bá đạo Phật. Năm 1934, Ngài với Hòa Thượng Khánh Hòa, Chánh Tâm Viên Giác về Trà Vinh, lập Liên đoàn Phật học xã, đào tạo tăng tài làm nền tảng cho việc trùng hưng Phật Pháp sau này. Học tăng gia nhập Liên đoàn tuần tự tu học Tam Cá Nguyệt tại chùa Long Hòa, Trà Vinh, Thiên Phước, Viên Giác. Và sau này thấy Phật sự đi lại bất tiện, các Hòa Thượng quyết định thành lập trường Phật học tại Trà Vinh. Vào tháng 8 năm 1934, Hội Phật học Lưỡng Xuyên được chính thức thành lập. Bây giờ Phật học viện Lưỡng Xuyên này vẫn còn ở Trà Vinh. Và Pháp Hòa nhớ là cách đây khoảng mười mấy 20 năm, khi mà cái trường này sau 75 thì không có còn hoạt động. Thì sau này phục hưng trở lại, nhưng mà trường cũng hư hao rất là nhiều. Thì lúc đó có quý hòa thượng ở tại tỉnh có phát động là xây dựng lại cái Phật học viện này, thì tu viện mình cũng đã trợ duyên để xây dựng lại. Tại thầy viện chủ mình là xuất thân từ tu học ở tại Trà Vinh, và ngài cũng đã từng học ở Trà Vinh, ở Phật học viện Lưỡng Xuyên này. Quý hòa thượng mình bây giờ đó, là quý hòa thượng bây giờ phiên tịch phần lớn cũng đã từng học ở đây. Phật học viện Lưỡng Xuyên là một trong những cái Phật học viện ở miền Nam rất là nổi tiếng. Thành lập năm 1934. Năm 1935, Nguyệt San của hội là tạp chí Duy Tâm được phép xuất bản do ngài làm chủ nhiệm. Năm 1937, ngài chú trọng đến vấn đề thống nhất Phật giáo Việt Nam, viết trong tạp chí Duy Tâm, ngài đề nghị các tạp chí Phật học trong xứ thương lượng nhau để định ngày họp đại hội lâm thời các hội Phật giáo trong nước để đi đến việc thống nhất. Ngài đề nghị đại hội này được tổ chức tại miền Trung, và trước ngày đại hội, các hội phải họp đại hội đồng riêng từng hội để công cử đại biểu. Ngài lại đề nghị đại hội Phật giáo toàn quốc vạch ra chương trình hoạt động thống nhất và bầu ra 6 ban chuyên môn để làm Phật sự, đó là các ban kiểm duyệt, đạo sư giáo dục, luật sư, giảng pháp, hộ pháp và thanh tra. Tờ Di Tâm được đề cập tới vấn đề thống nhất gần như mỗi số phát hành. Năm 1945, chiến tranh xảy ra, Lưỡng Xuyên Phật học hội và Lưỡng Xuyên Phật học đường phải ngưng hoạt động, đại chúng ly tán, quân đội Pháp chiếm đóng cơ sở hội Phật học, ngài lui về ở chùa Linh Sơn, Tiểu Cần, tỉnh tu. Năm 1953, ngài được suy tôn làm pháp chủ giáo hội Tăng Già Nam Việt. Và đến năm 1956, cái Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ hai tại Sài Gòn, ngài được suy cử làm phó hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam và lập cái tập san tên là Phật giáo Việt Nam. Lập một cái tập san tên là Phật giáo Việt Nam. Lúc đó ngài được cử làm chủ nhiệm cho cái tờ báo đó. Nhưng mà đến tháng 11 á, ngài được cử đi qua bên Ấn Độ để tham dự một cái đại hội. Cái hội này tên là Hội Thế giới Phật giáo Liên hữu, World Fellowship of Buddhist. Cái hội này tới bây giờ vẫn còn nha, và thường xuyên có những cái đại hội tổ chức khắp nơi trên thế giới, và tất cả quý hòa thượng lớn của mọi nước được mời làm cái thành viên của cái hội này.
Thì Ngài đi qua bên Ấn Độ năm đó để mà họp, thì Ngài cũng là người được đứng lên để đọc một cái bài luận luận văn. Sau cái buổi đó thì Ngài về, Ngài không được khỏe và Ngài đã viên tịch vào tại Ấn Độ vào cái thời điểm sau cái đại hội đó. Thì đến ngày cùng đi trong cái đại hội đó, đi dự cái đại hội đó, có Hòa Thượng Tịnh Khiết, tức là Ngài đệ nhất tăng thống của Phật giáo Việt Nam thống nhất ở ngoài Huế đó, và với cư sĩ Trần Thanh Hiệp. Thì trong cái thời gian ở đó, các ngài đã đi thăm Đại học Nalanda, Hội Mahabodhi Society và các Phật tích. Thì đến Kathmandu thì có Hòa Thượng Minh Châu đi chung, tại lúc đó là Hòa Thượng đang đi học ở tại Ấn Độ. Thì Ngài Huệ Quang đã tịch ở tại Ấn Độ lúc 18:15 ngày 2 tháng 12 1956, nhằm ngày mùng 1 tháng 11 năm Bính Thân. Và khi đó thì đưa cái việc mà đưa về rất là khó khăn, cho nên đã an táng Ngài tại Ấn Độ. Và đến năm sau này, cũng khoảng năm 1964, thì giáo hội mới cử trong một cái đại hội, một cái dịp Phật sự bên đó, thì đã cải táng, tức là bốc cốt và đem thiêu và thỉnh linh cốt của Ngài trở về lại Việt Nam để thờ. Cho nên Ngài là một vị Hòa Thượng Việt Nam mất tại xứ người, mất tại Ấn Độ và an táng ở đó. Thì hôm nay đó mình coi như mình tạm gọi là ngày giỗ, ngày giỗ của hai ngài. Thì Pháp Hòa xin giới thiệu với đại chúng hai vị, một vị tổ thời nhà Trần thế kỷ thứ 13 và một vị cận đại của chúng ta, đó là Ngài Huệ Quang. Và mình là con cháu của các tổ, thì ít nhất mình cũng, dù mình không có thuộc hết tất cả những chi tiết, nhưng mình cũng nắm đại ý. Khi mà nói đến quý ngài thì chúng ta có một cái gì đó. Thứ nhất là mình tri ân, tự hào mình là con cháu của các ngài, và thấy cái tinh thần làm việc của quý ngài. Ngày xưa phương tiện rất là khó, và quý vị biết là khi ngài Huệ Quang viên tịch đó, hồi nãy Pháp Hòa có nói cái tạp chí tên là Phật Giáo Việt Nam đó, ra mới được có 3 số à, thì ngài tịch rồi. Thì quý vị biết là cái người mà tiếp tục cái công việc của ngài là ai không? Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh là cái người tiếp nối cái công việc đó, tiếp tục làm chủ nhiệm cái tạp báo Phật Giáo Việt Nam sau khi ngài Huệ Quang viên tịch. Mình thấy là quý ngài làm việc miệt mài gần 100 mà công việc vẫn không có ngơi nghỉ. Mình bây giờ mới có một chút thôi là mình đã mình rên khắp xứ. Ngài Trần Nhân Tông á, ngài có một cái bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo, tổng cộng là 10 hội. Đây có thể nói là cái tinh yếu của đời ngài, tức là những cái gì mà trong tâm của ngài, ngài nói ra hết ở trong cái 10 bài thi kệ này. Có thể nói cái bài phú chữ nôm này là một án văn cổ nhất Việt Nam, và bài phú đầu tiên của Việt Nam. Thường thường bây giờ mình search trên mạng thấy người ta có nói rằng cái bài phú này của ngài Trần Nhân Tông là cổ nhất Việt Nam, tại đây là một trong những bài phú đầu tiên của Việt Nam. Trong này có 10 hội. Thường thường mình đọc những cái bài kệ hay những bài thơ vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng mỗi một vị tổ có một cái tâm huyết tu hành, thì các ngài thường gửi gắm vào trong đó. Thì Hòa Thượng Làng Mai gọi cái bài phú này là trái tim của Trúc Lâm, trái tim của đại sĩ Trúc Lâm. Hồi đó Pháp Hòa đọc cái bài của ngài Hám Sơn ấy. Ngài Hám Sơn cũng có một cái bài dài, nhưng mà không có dài như cái này đâu. Thì khi mình đọc vô, mình thấy những cái tâm huyết mà ngài đã để lại đó. Cho nên khi Pháp Hòa giảng cái bài đó, thì Pháp Hòa có đặt cho nó cái tựa là tiếng hát từ trái tim.
Tiếng hát tức là những cái lời ca, mà ca này nó là những cái bài ca theo thế gian. Chữ bài ca đây là những cái khúc nhạc mà chứa chan những cái Phật pháp ở trong đó. Thí dụ như ngài Huyền Giác á, ngài có một cái án, ngài có một cái bài gọi là gì, chứng đạo ca, tức là khúc ca chứng đạo. Và khúc ca đó là ngài đã nói lên được những cái tâm đắc của ngài, những cái thấy của ngài về cái sự tu tập. Ở đây cũng vậy, ngài Trúc Lâm đã nói lên cái tâm yếu của ngài ở trong cái bài này. Thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một bài thôi. Đây là cái hội thứ nhất, ngài đưa ra 10 hội, thì đây là hội thứ nhất. Cái nguyên văn nè: mình ngồi thành thị dùng nết sơn lâm, muôn nghiệp lặng an muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Quý vị nhớ là văn xưa nha, cho nên có những chữ mình sẽ nghe mình không hiểu gì hết á. Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Lo hoáng cốt ước phi thăng, đang thuần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc nhỏ còn thuốc thỏ còn đam. Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu, kinh nhàn độc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Đây là chữ nôm. Bây giờ mình viết lại, mình dựa theo cái thể răng này viết lại bằng cái văn Trường Hàn để mình diễn đạt cái ý của ngài. Thân hình tuy còn ngồi ở nơi thành thị, nhưng phong thái mình đã là phong thái của người sống ở núi rừng. Khi các nghiệp thân khẩu ý đã lắng xuống, thì thể và tính mình đều được an tĩnh. Chỉ cần nửa ngày thực tập thảnh thơi, thì thân và tâm đều đã trở nên tự tại. Dễ hiểu không? Đó, mình diễn đạt ra bằng cái văn mà. Khi nguồn suối tham ái dừng lại, thì ta không còn nhớ tưởng tới chuyện châu yêu ngọc quý. Lúc tiếng tranh cãi thị phi chấm dứt, thì ta tha hồ được nghe tiếng hót ca của các loài chim yến chim oanh. Có bao nhiêu người đắc ý khi có dịp du ngoạn và ẩn náu nơi non biếc, nơi nước biếc non xanh, nhưng có bao nhiêu kẻ có khả năng thấy được tự tánh của liễu lục hoa hồng. Hình ảnh trời xanh và trăng bạc soi chiếu xuống khắp mọi dòng sông thiền, trong khi mặt trời trí tuệ chiếu xuống làm xanh tốt bao nhiêu cảnh liễu mềm hoa tươi. Những người tu tiên vì muốn đổi cốt và phi thăng nên mới luyện thuốc thần đan để uống, vì muốn được trường sinh về thượng giới cho nên mới còn say mê đi tìm thuốc thỏ. Trong khi ấy, người tu Phật yêu chuyện đọc kinh xem luận, cho nếp sống thanh thản còn quý hơn cả hoàng kim. Đó là một hội trong cái bài gọi là gì, Cư Trần Lạc Đạo. Mình đọc trong này mình cũng thấy rõ ràng là cái tinh thần lạc đạo của ngài. Mình có mười mấy phút ha, Pháp Hòa xin giải thích một chút xíu mấy câu trong này. Mình ngồi thành thị dùng nết sơn lâm. Mình đây là gì? Không phải là chỉ cho mình. Chữ mình ở trong trường hợp chữ nôm này nghĩa là gì? Cái thân của mình. Cái thân mình còn đang sống ở trong cái thành thị, tức là cái thành phố này nè, mọi chỗ phố xá này nè. Chữ dùng á, ngày xưa tiếng Việt á, dùng là tiếng Việt á, ý nó là cái chỗ gì? Cái chỗ gọi là cái phong thái của mình. Mình ngồi ở nơi thành thị nhưng mà cái phong thái của mình không khác nào như người ở núi rừng.
Làm sao? Thảnh thơi, không có chạy theo cái nhịp sống của thành thị. Ví dụ như bây giờ mình đi chợ, người ta có công ăn, việc làm, đi đón con, đi đủ thứ, người ta mới chạy cái thời gian. Còn mình chỉ đi chợ bình thường thôi thì cứ đi đi, mắc chi thấy người ta chạy mình chạy theo. Hay là thí dụ như bây giờ người ta đang lựa cái món hàng nó đông quá thì mình đi qua chỗ khác mình lựa đi. Không, mình thấy người ta rần rần vậy mình cũng vô rần rần vậy cho nó vui. Đấy, cái này là mình ở trong thành thị mà bị lôi kéo. Mà trong khi đó hỏi mình đi mua mấy món, tôi mua tới 5 món lận. Thì bây giờ người ta mua một món này người ta đang lựa thì mình đi qua chỗ khác mình lựa đi. Mà mình là cái chỗ nào rần rần là có mình. Tại sao phải không? Bon chen. Mà thấy người ta chạy tới, gì vậy, gì vui vậy, cho tôi lựa chứ. Mà trong cái đó lựa không được, cái nói sao bà này bà lanh tay quá, bà lựa mình không chịu đi. À, cái chỗ này là cái chỗ mình ha. Chữ mình đây là, chữ mình đây là thân thể của mình. Tuy cái thân của ta tuy sống ở thành thị, nhưng phong thái của ta là phong thái của người ở núi rừng. Mình không cần lên núi, nhưng mình phải có phong thái đó. Mình phải có cái phong thái đó. Cũng giống như mình người tu, mình phải có phong thái của người tu, không có hấp tấp, từ tốn. Nhất là trong những cái buổi lễ trang nghiêm, đi đứng cho khoan thai, cầm hương cho trang nghiêm, thỉnh chuông cho nhịp nhàng, thí dụ vậy. Đó là phong thái của mình. Mình ngồi thành thị dùng nết sơn lâm. Sơn lâm là gì? Rừng núi. Cái nết là cái phong thái của mình đó. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Chữ muôn là 10.000. 10.000 hành động. Cho nên nó 10.000 muôn nghiệp. Chữ nghiệp ở đây là gì? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ý muốn nói thân, khẩu, ý của mình. Mỗi một cái nó có thể nó đi theo cả 10.000 sự việc vậy đó. Cái ý của mình nó cũng nghĩ cả 10.000 việc, cái thân của mình nó cũng lung tung vậy đó. Cho nên muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh. Cái thể tánh của thân, của miệng, của ý mình đó, xưa nay vốn nó làm sao? Nó vắng lặng. Nhưng mà tại vì mình cứ chạy theo cái đó cho nên mình bị chi phối. Lắng xuống thì cái thể tánh trở lại an nhàn. Cũng giống như mình thức á, mình còn thức á ha, mà dù mình ngồi uống trà chơi vậy đó, nhưng mà mắt mình nó nhìn, nó thấy chỗ này gì mình kéo lại, thấy kia mình ngồi nhưng mình không có yên. Nhưng khi nào mình á, đi vô phòng đóng cửa lại nằm xuống ngủ, đấy, bây giờ ba nghiệp nó trở về cái chỗ an nhàn của nó rồi đó. Nhưng mà với điều kiện là mình buông xuống, ví dụ đi ngủ là không suy nghĩ nữa, không còn làm gì nữa hết. Nhưng mà thường thường á, mình nằm xuống mình làm gì biết không? Mở nhạc nghe, kiếm cải lương nghe. Chưa được an nhàn. Muôn nghiệp an nhàn thể tính. Thể tính là cái bản chất của nó, bản chất của thân, của miệng, của ý mình vốn đã vắng lặng. Giờ muôn nghiệp an nhàn, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Chỉ cần nửa ngày thôi. Hồi sáng giờ quý vị ở đây nửa ngày rồi, tự tại thân tâm chưa? Một cái ví dụ cho mình. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng, tức là cái gì? Cái nguồn, là cái gốc, cái cội á, cái suối nguồn của tham ái bây giờ nó đã khô cạn rồi. Ở trong cái bài sám hồng trần nó có câu á, nguồn tình bể ái đã khô bao giờ. Nhớ cái câu đó không? Lửa là phải lửa thiền cơ, mà đèn trí tuệ để mờ, để lờ đi đâu. Tức là mình tu tập á, mình tu xong rồi mình hỏi lại mình, cái nguồn tình, cái biển ái nó đâu có bao giờ nó khô đâu. Tại vì trong mình nó lúc nào, mới đầu mình họ chưa có cháu, mình thương con thôi, thương con mình thôi. Nhưng mà hễ mình thương con xong rồi, cái tự nhiên giờ cái suối thương này nè, cái suối dính mắt này nè, nó chảy xuống ai nữa? Cháu. Hồi đó mình nói thôi tôi lo cho con thôi là khỏe rồi đó. Tới hồi con mình có vợ có chồng sanh ra, con nói cái nói cháu mình, cái giờ làm gì tiếp? Giữ cháu tiếp. Hồi đó giữ con, nấu cơm cho con, giờ giữ cháu, nấu cơm cho cháu.
Rồi cháu mình giờ cái nó phải trải qua một thời gian dài đó đi học, cái mình cũng phải sao đeo đuổi nó, rước nó. Tại sao tự nhiên mày đưa cho người khác rước để tao, mà lúc đầu tuyên bố ngon lành lắm, con mày mày lo nghe. Nhưng mà mình nóng ruột lắm, thấy nó để cho người khác giữ không bằng mình đâu, mình giữ mới kỹ, mình cho ăn mới kỹ. Nội cái chuyện mà qua nhà nó mà thấy ba má nó thờ ơ ăn uống, là có 2 tuần lễ nó ốm nhom là bắt đầu mình rầu rồi đó, kéo về nuôi, tại mình ép nó ăn, 2 tuần sau nó mập ra, thấy tao nuôi không? Mình tự hào không? Cho nên nguồn tình bể ái đã khô bao giờ? Có bao giờ nó khô đâu. Cái nếu mà con người sống của chúng ta là cái tình cảm, cái dính mắc, cái chữ ái này là yêu, mà yêu là có đối tượng. Mình yêu, thí dụ mình là bà ngoại, bà nội, cháu mình là năng, nó là sở yêu, cái nơi, cái đối tượng để mình yêu. Còn mình là năng yêu, kia là sở yêu. Cho nên tối ngày mình sống với năng, với sở. Mỗi ngày mình lễ Phật á, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Con là người lễ Phật, Phật là người được con lễ. Con là năng lễ, Phật là sở lễ. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Bản tánh của Phật và con vốn vắng lặng. Bản chất của Phật và con vốn vắng lặng. Nhưng mà Phật ngồi yên bất động, con chắp tay còn ngó khắp mọi nơi, coi ai vô trễ vô sớm, coi ai đang ngồi nghe vậy đó. Thí dụ bây giờ quý vị đang nhìn Pháp Hòa vậy, mà chỉ cần ở sau mà đóng cửa cái rầm là ngó lại liền, coi ai vậy. Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ, tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Khi mình dừng cái tham ái đó rồi thì cái đầu của ta không còn nghĩ tới vàng bạc châu báu, tiền tài của cải gì nữa hết. Chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Mình trong cái tham ái đâu phải chỉ cái vấn đề tình cảm không đâu. Tham gì nữa? Tham danh, tham tiền, tham lợi gì đó. Có một xin sám hối đại chúng, có một vị cư sĩ, ông mới hỏi chứ ông hỏi một hòa thượng là bây giờ con muốn đi tu, tại vì con nghĩ già tu thì uổng quá, muộn quá, con muốn đi tu. Nhưng mà giờ con sợ con đi tu cái nhà vợ con có người khác, của cải con để lại người khác hưởng, uổng quá. Ông mới hỏi hòa thượng chứ vậy con còn tham không? Con còn tiếc không? Thì hòa thượng mới nói, ông còn tham hay tiếc ông tự biết. Đặt câu, tức là mình, nếu mình đã tu buông rồi, mình không làm tròn cái bổn phận, phải không? Thì giờ thí dụ người ta có người khác cũng là chuyện bình thường. Hồi đó có một cái thầy đó, ông vô ông tu, ông vô ông tu cái lâu lâu ông về sớm thăm cái em nghe hàng xóm nói trời ơi, hoặc là người ta đi chùa người ta gặp ổng á, ông hỏi nhà tôi lúc này ở xóm có khỏe không? Cái hàng xóm bên đây thấy cũng khỏe mà lúc này đẹp lắm. Lúc này trang điểm đồ đẹp lắm. Rồi cái đâu dài 3 tháng sau cái người ta vô người ta báo cáo, người ta, ông cũng tình cờ, người ta không phải nhiều chuyện mà tình cờ ta nói thôi. Lúc này không biết có ai, có con chú nào hay tới thăm lắm. Ông mới lên ông xin hòa thượng cho ông về thăm nhà. Và quý vị ông về ông thăm có 1 lần đó, ông ở luôn nha. Tham ái mà dừng rồi thì cái kia nó mới hết. Còn cái này mình chưa dừng, mình chỉ là cái gì biết không? Nhốt khỉ thôi. Đóng chuồng nhốt khỉ thôi. Tại con khỉ ở trong nó vẫn còn làm việc. Cho hồi xưa có một vị hòa thượng vô ông tu ông hỏi, hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con cách điều phục. Cái hòa thượng nói, thí dụ bây giờ ông ngồi ở trong nhà, có một con khỉ ở trong nhà, rồi nó ngồi vậy thì xung cái nhà đó có 6 cánh cửa, rồi 6 con khỉ bên ngoài nó chui vô 6 cánh cửa đó, nó kêu chéo chéo thì sao? Thì cái ông đệ tử mới nói, dạ con khỉ của con nó ngồi yên nó không có trả lời. Cái thì hòa thượng nắm tay cái người học trò đó, chéo chéo, ông với tôi gặp nhau, 6 cánh cửa đó là tượng trưng cho 6 cái gì, sắc thanh hương vị xúc. Còn mình là có 6 căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Mắt của mình thì phải nhìn, nhưng mà giờ mình không cần thiết phải nhìn gì nữa, thì đi đâu kệ, cảnh cũng bình thường.
Nhưng mà hãy mình thấy cảnh cái biển con khỉ, cảnh nó kéo, mình nghe tiếng con khỉ kia, cho nên mình trong chùa mình tu, nhưng mà những khỉ bên ngoài nó vẫn kêu mình như thường. Có nhiều khi không khỉ nào kêu, tự mình bắt phone mình kêu. Chùa có gì lạ không? Tôi không đi chùa chứ chuyện gì tôi cũng biết hết á. Mình tự hào lắm nha. Nhưng mà cái đó là một dạng phân. Nếu mà mình tu tập á, mà mình đứng trên phương diện tu tập là không xong, bị phân tâm nhiều quá. Tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý. Đó là mình nói cái chuyện mà dính mắc của mình. Tiếng thị phi lặng. Nếu mà cái tiếng thị phi là gì? Tiếng tốt xấu á, ai trái ai phải, những tiếng cãi nhau, ai đúng ai sai gì ngừng lại. Thì lúc này chúng ta mới nghe được cái tiếng của chim thốt quanh ngâm. Thí dụ mình ngồi trong nhà này, thậm chí mình lên trên chánh điện này, không có chương trình gì hết, mình ngồi mà hai người nói chuyện với nhau, chim hót bên cành cây, bên cửa sổ, vẫn không nghe. Tại vì mình vẫn bị những cái tiếng lời qua tiếng lại, thị phi tốt xấu, thế gian chúng ta im hết, đừng ai nói gì hết, mới nghe được tiếng chim đó. Thị phi là một cái ví dụ tượng trưng cho những cái đúng sai, phải quấy hay dở, được mất của đời. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe tiếng thốt oanh ngâm. Còn nghe con chim yến nó hót, nghe con chim oanh nó ngâm. Chơi non biết ẩn non xanh, chơi nước biết ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Ở trong cuộc đời có nhiều người biết thưởng thức cảnh trí của thiên nhiên, như nước màu biếc, núi màu xanh. Họ lấy làm đắc ý về sự kiện họ có thể thưởng thức được vẻ đẹp của thiên nhiên. Thí dụ như bây giờ mình đi lên Tây Thiên đi, hay là mình lên núi trên Lake Louise cách đây 5 tiếng. Mình lên Banff, mình lên Lake Louise, đứng nhìn nước biếc, rừng xanh. Và mình tự hào, mình cho là mình là người biết thưởng thức cảnh thiên nhiên. Mình là người tự hào là mình được đi du ngoạn chỗ này chỗ kia và để thưởng thức những cảnh thiên nhiên. Nhưng cái câu là nhưng biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ trí âm. Chữ hay có nghĩa là biết, năng ở đây có nghĩa là có khả năng. Mình nhìn như vậy, nhưng mà thật sự mình có khả năng làm tri âm thiên nhiên chưa? Hay là mình chỉ đứng mình, chẳng hạn như mình nghe một bản nhạc hay, trời ơi bản nhạc quá ư là hay, nhưng mà thật sự mình chỉ khen ở tiếng nhạc lời ca, mình chưa phải là tri âm của tác giả bản nhạc đó. Những cái nỗi niềm sâu kín của họ mình không biết, chỉ trừ những người nào tri âm thôi. Cho nên thơ đọc thì cũng nghe hay đó, phải không? Nhưng mà cái tận cùng tâm ý của tác giả bài thơ mình nắm không hết đó. Cho nên trong này cái câu của ngài nói nè: chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Tức là đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng mà thế gian thì có nhiều người rất là đắc ý cái chuyện đó. Biết đào hồng hay liễu lục, tức là biết có những cái đào hồng, liễu lục tức là màu xanh của cây liễu. Nhưng mà thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Trên đời này, thiên hạ đây là nó chỉ cho con người này, thế nhân này, con trên đời này, có cái người có khả năng làm tri âm có mấy người. Cho nên trong một cái bài hát, những bài không tên đó, có cái câu á: triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Hay là cái câu gì: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Những người mà chỉ cần nghe mình, thậm chí có những người người ta tri âm đến mức độ người ta chỉ cần nhìn mình thôi là người ta hiểu rồi. Ta hiểu mình đang nói cái gì. Nguyệt bạc rừng, nguyệt bạc vừng xanh,
soi mọi chỗ thiền hà lai láng. Nguyệt bạc tức là vầng trăng màu bạc, vầng xanh là bầu trời xanh thẳm. Nguyệt bạc vầng xanh tức là trăng bạc trời xanh. Soi mọi chỗ thiền hà, mặt trăng không kỳ thị, chỗ nào có nước thì chỗ đó có trăng. Ngài Trần Thái Tông á, tức là ông nội của Trần Nhân Tông á, tại vì ngài Trần Thái Tông truyền ngôi xuống Trần Thánh Tông, Trần Thánh Tông mới truyền xuống Trần Nhân Tông, và ngài Trần Nhân Tông gọi ngài Trần Thái Tông là ông nội, phải không? Thì ngài Trần Thái Tông là một vị vua, và ngài đã soạn ra cho mình cái bài sám lục căn á, sám hối sáu căn á, đây mình hay tụng á, tối nay mình tụng đó, sám hối sáu căn đó, là ông nội của ngài soạn đó. Thì ngài Trần Thái Tông có một cái bài, có một cái bài thơ có hai câu: thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý du, vạn lý thiên, ngàn trăng ngàn nước ngàn mây, ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không trăng mấy dặm đường. Cái câu mình hay nghe nói vậy đó, tức là sao? Bây giờ dưới đất này có 10.000 cái hồ có nước, thì ở trên này chỉ có một mặt trăng thôi, nhưng mà nhìn xuống 10.000 hồ nước này thì sẽ thấy 10.000 ánh trăng. Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Cái câu thơ đó nghe rất là thi văn, hình ảnh rất đẹp, phải không? Nhưng mà cái ý rất là sâu, ý rất là sâu. Cái tâm của mình với tâm của Phật nó ẩn hiện với nhau. Cái câu này nó tương đương với bài sám mình hay tụng: lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Cái lưới đế châu làm bằng chợ, lưới đế tức là lưới đế châu là ở cái lưới ở cõi trời đế thích đó. Một mình đứng vậy thôi mà trên đó có 10.000 viên kim cương, trong một cái lưới đó thì thân của mình nó ảnh hiện trong 10.000 đó. Cái bài kệ mình hay tụng: lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện. Đối với trước Phật, nếu tâm con thành một cái rồi là tâm con đi ra 10.000 chư Phật, 10 cõi của chư Phật. Bầu trời này mà không có mây thì mình sẽ thấy một bầu trời trong suốt, phải không? Vậy thì mây là tượng trưng cho gì? Ở đây là mây là tượng trưng cho nghiệp. Nếu mà nghiệp mà nó vén ra rồi, sạch rồi, thì có phải là một bầu trời quang đãng không? Tu hành cũng như vậy. Nếu đời sống của chúng ta mà cái nghiệp, bất cứ một cái loại nghiệp gì mà mình đang vướng đi, thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp hay giận, bữa nào mà cái tâm mình không còn giận ai nữa thì có phải ngày đó mình rất là thoải mái không? Đó, vạn lý vô vân vạn lý thiên đó. Cái tâm của mình mà nó thanh thản, nó tự do rồi thì thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, chỗ nào có nước là chỗ đó có trăng. Có một cái bài kệ tán thán Phật hay lắm: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Hòa Thượng Làng Mai dịch là: Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Cái tâm mình mà lắng rồi á thì giống như nước mà nó yên đó, thì trăng ở trên sao thì nước này nó soi như vậy. Tâm mình mà lắng rồi thì mọi việc mọi cảnh mình thấy nó y vậy, nó không có phân, nó không có xen cái khác vô. Còn nếu mà cái tâm mình lăng tăng thì cái nước nó lăng tăng thì trăng nó phải lăng tăng theo nước.
Cái tâm của mình mà nó bị ô nhiễm thì mình nhìn sự việc nó ô nhiễm. Còn tâm mình lắng rồi thì mình nhìn mọi việc nó lắng. Mình tập, mình muốn an lạc không? Nhìn việc như vậy đi, đừng có thêm cái của mình vô. Mà đa số mình thêm cái của mình vô, cho nên khổ đau, phiền não, thị phi nó sanh ra từ đó. Mình không biết ất giáp gì hết á, chỉ thấy như vậy là phán cho người ta cái chuyện đó. Nhưng mà sự việc nó đâu phải vậy đâu. Cũng giống như bên Hàn Quốc có một hòa thượng, ông đi ra ngoài đường, ông cứu được một cái cô bệnh cùi. Ông đem vô phòng, ông chữa mà ông không có dám nói, tại ông sợ chúng á, không có biết rồi gớm nhờm mà đuổi cô này đi. Ngày nào ông cũng mang, ông cũng lấy cơm nhiều hơn ngày thường ông ăn hết á. Rồi nói suốt lúc này sư phụ mình, ông giống như ma ăn vậy, ông ăn nhiều quá. Rồi giờ đi ngang phòng, ông nghe tiếng ông rù rì nữa, mà nghe cái giọng nữ bắt đầu nghi. Hôm ngày nọ ông kéo nguyên đám nó tung cửa vô. Thấy hòa thượng đang ngồi chăm sóc cho một cô bị bệnh cùi. Thiên giang hữu thủy, thuyên giang nguyệt. Tâm mình mà lắng đi. Hồ tâm chúng sanh lặng, thì trăng hiện bóng trong ngần. Có một cái chùa nhỏ nhỏ lập ở trước cửa, hỏi Pháp Hòa nên để bài gì, nói để bài đó đi. Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thấy không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ưu tất cánh không. Chúng sanh tâm cấu tận. Tâm cấu là tâm bẩn của mình hết đi, thì Bồ Đề ảnh hiện trong, trong đó hiện ra cái bóng dáng của Bồ Đề. Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Cảnh liễu thì mềm, bông hoa thì tốt. Chữ ngất là cao ngất á, quần sinh là chúng, là loài hữu tình á, quần sinh cũng là chúng sinh á, loài người, loài chim, loài cá, côn trùng gì đó. Chữ xâm lâm có nghĩa là xum xuê. Khi mặt trời trí tuệ chiếu xuống thì tạo ra màu xanh và nuôi dưỡng những loài thảo mộc tươi tốt. Mặt trời tức là trí tuệ Bát Nhã. Ở đây muốn nói đến cái gì? Muốn nói đến cái hình ảnh của mặt trời trí tuệ, tức là cái tuệ giác mình soi xuống thì mình mới làm được mọi thứ nó tốt tươi. Mình nhìn mọi thứ bằng hiểu biết á, thì mọi việc nó mới yên ổn được. Còn mình nhìn bằng cái sự phán đoán của cá nhân mình thì nó sẽ không ổn. Lo hoáng cốt, ước phi thăng, đang thần mới phục. Hoáng cốt tức là đổi xương. Thường thường mấy người mà người ta luyện đơn tiên, ta hay nói ôi bữa nay đem nó lên đây mình đổi cốt nó đi. Tức là ý nó là giống như đổi xương, nó xương này xương phàm phu, xương của cái người phàm, bữa nay mình đổi nó thành cốt tiên đi. Hoáng cốt. Ước phi thăng là gì? Người đó ước được bay, ước làm những con người bất tử. Đó là những cái chuyện gì người ta thích như vậy đó, cho nên người ta mới làm cái gì? Người ta mới luyện vào trong hang động, người ta luyện thuốc trường sanh bất tử. À, hai câu đó cái ý nó vậy đó. Lo hoáng cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục. Đan thần là thuốc tiên á, thuốc linh đơn diệu dược á, mới phục tức là mới uống. Mình phải lựa thuốc tiên mới uống. Đó là những người tu đạo đó, theo đạo sĩ đó. Nhưng mà nhắm trường sinh về thượng giới, tức là mình thuốc thọ tức là chỉ cho mặt trăng đó. Thường thường người xưa người ta hay dùng hai cái hình ảnh. Hễ mà người ta nói tới thọ đó là ta nói buổi đêm. Người ta nói con gà là ta nói gì? Buổi sáng. Gà gáy lên, cho nên đó, người ta muốn vẽ cái hình, người ta muốn nói lên ngày với đêm, ta vẽ hai cái hình, trong đó có một con gà là mình biết mặt trời, ta vẽ cái vần, ta để con thỏ là mình biết gì, là ban đêm. Trong cái bài cúng linh nó có cái câu đó, ngọc thỏ ngọc thố như thoang,
tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đổ anh hùng như hà tại. Nhưng mà những người đó, người ta thích phải không? Đó là chuyện của đạo sĩ. Đạo sĩ là muốn uống thuốc trường sinh, muốn bay lên thượng giới, muốn đổi xương đổi cốt. Đó là chuyện đạo sĩ. Chuyện của người tu làm gì biết không? Đơn giản lắm. Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Cái người mà đạo Phật á, thì không có gì hơn là mình thích xem sách. Chữ chơi này là gì? Không phải là theo cái nghĩa thế gian của chữ Việt Nam mình là chơi, là mình phung phí hay là chơi bời ha. Chữ chơi này là gì? Chữ chơi trong cái nghĩa này là enjoy. Mình biết tận hưởng, mình biết, thí dụ mình đọc sách, mình đi thiền hành, đó là enjoy đó. Mà enjoy không phải theo cái kiểu thế gian là hưởng thụ. Mình enjoy này là mình có mặt với nó. Đọc sách là mình thưởng thức quyển sách đó. Mình ăn là mình thưởng thức. Yêu tính sáng, yêu hơn châu báu. Tính sáng là chỉ cho cái minh tánh của mình, cái tánh sáng của mình. Mình yêu cái đó hơn là mình yêu cả châu báu nữa. Cho nên cái chuyện tu hành, cái chuyện tu tập của người Phật tử là chúng ta lấy cái chuyện học hỏi mà mình thấy rằng nó còn quý hơn. Tại vì sao? Khi nào mình có được cái trí tuệ, nó còn quý hơn mình có của báo nữa. Tại vì mình có của báo mà không có trí tuệ để sử dụng của báo thì của báo này nó dễ hết lắm. Còn nếu mình có tiền mà mình có trí tuệ nữa thì cái của này nó tăng. Tại sao? Tại vì mình biết sử dụng nó, mình không có phung phí nó. Cho nên người có phước, mà phải có một cái phước lớn nữa là phước có trí tuệ. Cho nên trong cái tứ tư lương, bốn cái tài sản, bốn cái tư lương của người đời mà có được, trong đó có cái gọi là phước đức tư lương, trí tuệ tư lương. Thì thường thường mình đi đâu mình cũng chuẩn bị một cái hành trang. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái tư lương của trí tuệ, của phước đức, thì cái tư lương này nè, nó mới bền bỉ. Còn những cái tư lương như là kem đánh răng, xà bông, những cái mình mang theo đó, hết. Cái gì xài cũng hết á, chỉ có trí tuệ phước đức. Chúng ta xài mà chúng ta biết tạo. Vừa cái kiểu như Việt Nam mình nó ăn cây nào rào cây nấy, cho nên ăn và mãi có. Chứ không phải ăn sạch mình xanh không còn gì hết. Ví dụ mình thích ăn nguyên trái mít đó, xong rồi rổ hột mít và đem luộc hết trơn là không có mít ăn, ăn chượng hột hai hột để trồng. Ăn sầu riêng hột nào nướng ăn cho ngon, luộc ăn cho ngon, chừa lại để còn trồng nữa. Chơi, xem sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Mình có được cái in dấu ở đây á, nghĩa là trong cái chữ yêu dấu, ta ưa thích đọc sách một cách nhàn hạ, cũng như không một, ta không xem một cách dễ dãi, chứ không phải ta nhức đầu nhức óc với nó. Ta mình đọc sách mình an nhàn, mình thưởng thức một quyển sách. Thí dụ mình đọc sách á, chỗ nào không hiểu á, tiếp tục đi, tiếp tục đọc, đừng có dừng ngay đó rồi mình cứ khép lại đó hoài không được. Đọc không hiểu cứ tiếp tục đọc, không chừng lát nữa phía sau nó giải mã ở phía trước. Còn nếu mình đọc xong rồi, mình cái chỗ mình đọc mình hiểu rồi đó, nhưng mà con đoạn đó mình chưa hiểu, mình sẽ quay trở lại. Đó là cái enjoy sách đó, là mình an nhàn với sách đó. Cho nên á, Pháp Hòa có thưa với đại chúng, nếu mà thất bại nào mình dừng lại không tiếp tục nữa thì cái thất bại đó mãi mãi là của mình. Nhưng mà cái thất bại đó mình tiếp tục mình làm thì cái thất bại đó là bài học. Cho nên nếu mình dừng lại ngay chỗ thất bại đó thì mình sẽ là người thua. Thì thất bại nó mãi mãi. Nhưng mà thật sự thất bại nó có gì mãi mãi đâu. Có người nào làm được một lần đâu. Người ta thất bại mà ta tiếp tục.
Thôi mình hết giờ. Cảm ơn đại chúng. Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một hội của 10 hội trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo của Ngài Trần Nhân Tông nhân cái ngày giỗ của Ngài. Thì chúng ta ôn lại để chúng ta thấy được chữ nghĩa của người xưa và trí tuệ của người xưa. Mình là con cháu, mình rất là hạnh phúc là mình thừa hưởng rất nhiều của báo, phải không? Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Trong Phật giáo không thiếu cái gì hết. Quý vị muốn nghiên cứu bất cứ cái gì cũng có hết. Cần chi phải chạy bôn ba đi tìm. Hồi xưa có người học tâm lý, thì có một hòa thượng dạy, thật ra đạo Phật là một tâm lý học rồi. Nếu mình hiểu được đạo Phật, mình học được đạo Phật là mình là một nhà tâm lý học Phật giáo. Tâm lý học. Cho nên trong Phật giáo rất nhiều những cái chương trình mà trong lời dạy của Phật, những triết học, học về tâm, học về cuộc đời, vân vân. Cho nên trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Gia đình Phật giáo mình có đủ hết đó. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng an lạc. Rồi bây giờ quý vị nghỉ chút xíu rồi đi tụng kinh. Tối nay chúng ta sẽ có thời sám hối 6 căn. Rồi chúng ta pháp thoại. Tại hôm nay mùng 1, sẵn mình sám hối 6 căn trong cái ngày tịnh tu luôn. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên. Đại chúng xá chân chúc.